Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Nha khoa Thùy Anh. Mỗi khách hàng khi đến chỉnh nha tại phòng khám đều có những tình trạng răng khác nhau và kế hoạch thực hiện điều trị với bác sĩ chuyên môn riêng biệt. Với một số trường hợp răng cửa trên bị chìa ra quá nhiều, cần dùng một lực kéo tối đa để các răng cửa đó lùi về phía sau. Thông thường sẽ là chỉ định sử dụng mini vít. Vậy chỉ định cắm vít này sẽ thực hiện như thế nào? Hãy cùng theo dõi hết video này nhé! Đây là tình trạng răng ban đầu của chị khách hàng 30 tuổi. Khách hàng gặp tình trạng răng bị hô chìa và thưa nhiều, khớp cắn sâu, hàm trên và hàm dưới bị chênh lệch nhau theo chiều trước sau và chiều đứng, cung hàm hẹp theo chiều ngang. Khách hàng này đã được điều trị chỉnh nha cách đây 10 năm rồi, tuy nhiên kết quả không được như mong muốn. Hai chiếc răng cửa trên và nhóm răng cửa dưới đã bị chết tủy. Ở những lần hẹn trước, bác sĩ chuyên môn của chúng tôi đã thực hiện nhổ răng khôn, tạo khoảng và cắm vít hàm dưới để thực hiện kéo lùi nhóm răng cửa hàm dưới. Qua hình ảnh, ta cũng thấy được hàm trên và hàm dưới cũng bị lệch khớp cắn theo chiều trước sau. Để giải quyết tình trạng này, ta cần sử dụng thêm 2 mini vít để kéo lùi hàm trên nữa. Như một quy trình cấy mini vít thông thường, bác sĩ sẽ xác định vị trí cắm vít trước đó trên phim chụp X-quang, sau đó sát khuẩn và gây tê vùng cấy vít tại vị trí gần giữa răng 6 và 7. Từ từ đưa chiếc mini vít vào mô lợi bằng dụng cụ cấy vít chuyên dụng. Ta sẽ thực hiện tương tự với bên còn lại. Mini vít được sử dụng có tên gọi là infrazygomatic grasp. Loại vít này có nhiều ưu điểm với việc đi xa cung răng hàm trên. Do đây là vít ngoài chân răng, nên khi di chuyển răng, không lo lắng về việc vít sẽ chạm vào răng gây cản trở quá trình dịch chuyển. Sau đó, bác sĩ sử dụng chun chuỗi để di xa, kéo từ răng nanh đến vít. Khi đó, khối răng phía sau sẽ được kéo lùi ra phía xa của cung răng, tạo ra khoảng hở giữa răng cửa bên và răng nanh. Độ dài của chun tương ứng với độ lớn của lực đặt tại răng. Chun càng ngắn thì lực càng mạnh. Thông thường, kéo di xa hàm trên, mỗi bên lực sẽ từ 180g đến 200g. Khi lực kéo chun thắng được ma sát của cung răng sau thì sẽ tạo ra khoảng hở. Tùy vào mức độ giảm hô mà bác sĩ quyết định khoảng di xa là lớn hay nhỏ. Việc đeo chun sẽ kéo dài khoảng 4 đến 5 tháng. Chun sẽ được bác sĩ trực tiếp thay sau 3 đến 4 tuần khi chun mất lực. Để giảm việc cọ sát mô mềm bên trong, bác sĩ sẽ phủ đầu vít bằng một lớp nhựa mỏng với bề mặt trơn láng ở cả hai bên. Hãy cùng follow kênh YouTube của Nha khoa Thùy Anh để biết thêm các kỹ thuật trong chỉnh nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.